Mua gì rồi? Trời ạ! Người gì mà rất cá mình người ta ngồi ăn từ nãy giờ giờ xin. Ờ, cái bánh người ta là người đi làm cả ngày mới được miếng bánh. Bánh đâu rồi? Mệt quá. Trời ơi, suốt 3 ngày nay mình không có cái gì ăn. Hôm nay mới kiếm tiền được mua được cái bánh. Ngọt quá. Trời. Ôi, cái bánh này bây giờ có đổi vàng mình cũng không đổi vàng đâu. Ăn được bánh thì mới ăn được chứ. Đúng là 3 ngày không ăn chiếc bánh này đúng không? Ngọt quá. Mua gì mà? Trời ạ! Người gì mà rất cá mình người ta ngồi ăn từ nãy giờ giờ xin. Ờ, cái bánh người ta là người đi làm cả ngày mới được miếng bánh. Bánh đâu rồi? Chị ơi, bánh rồi. Trời ạ! Trời, em xin một miếng, 5 ngày nay em chưa ăn được cái gì. 5 ngày nay nó chưa ăn, chị cũng 3 ngày nay đi làm, hôm nay mới có tiền mua bánh ấy. Hay là chia đôi. Chia đôi nó ăn nó cũng không bỏ. Thôi được rồi đấy. Cái bánh này ấy, chị mua là để ngày mai ăn. Sợ ngày mai không kiếm được việc. Thôi, em không chưa ăn gì, cầm ăn đi. Em chào, em cảm ơn chị, em chào em đi về đây. Ở đây, đây, đứng lại. Đi đâu? Mẹ, nhà em còn 5 đứa em nữa. 5 đứa em nữa? 5 đứa hôm sau ăn đủ một cái nhỉ? Thôi được rồi, cái bánh này ấy là để ngày kia chị ăn. Nhưng mà thôi, 5 đứa em thì em mang về cho em ăn đi. 5 đứa một cái thì ăn sao được. Khổ thân nhỉ. Này, dừng lại. Trời ơi, 5 đứa mà ăn 4 cái thì em có 2 cái thì làm sao mà no. Thôi được rồi, cái bánh này là để ngày kia chị ăn đấy. Em xin lỗi mày. Bây giờ vì các em nhá. Cho chị hít lần cuối. Thôi được rồi, em mang về đi nhá. Rồi á, 5 đứa là 6 đứa, 6 đứa là mỗi đứa được nửa cái nhá. Mang về chia nhau ăn đi nhá. Ừ, về nhá. Trời ơi, nó có những tận 5 đứa em mình còn có một mình. À, không được. Ăn bây giờ ngày mai lấy gì ăn. Cái này lại để đến mai vậy. Cô đi ra kia xem kiếm có được việc gì không. Chứ không phải ngày mai lại nói thì chết. Khổ thân nó còn khổ hơn mình ấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.